Cách đây lâu rồi, có một chú cáo nhỏ khôn ngoan tên là Zeddy. Zeddy thích khám phá rừng và tất cả những sinh vật trong đó. Một ngày nọ, Zeddy gặp một chú thỏ con tên Josie đang khó khăn trong việc giải bài tập toán của mình. Cảm thấy thương cảm, Zeddy đã đề xuất giúp Josie với một số thủ thuật mới và các bài tập toán. Zeddy sử dụng sự nhanh nhẹn và bản năng tự nhiên để khiến việc học vui vẻ hơn cho Josie. Theo thời gian, Josie cải thiện kỹ năng toán học của mình và bắt đầu thích môn học này. Hai người trở thành bạn tốt và học hỏi rất nhiều từ nhau đi không chỉ giúp Josie học mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tử tế và chia sẻ giữa bạn bè. Từ ngày đó, Josie bắt đầu làm theo ví dụ của đi Cô giúp đỡ những sinh vật khác gặp khó khăn trong việc học hành và làm cho việc học trở nên vui vẻ hơn. đi đã mở rộng đôi mắt của cô và thay đổi cách nhìn về giáo dục và học tập.